gia đình nhà ông Nguyễn Trung Cang kêu gọi đồng bào hỡi nhân dân, hỡi dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, hãy ủng hộ cho chúng tôi, đừng đứng làm ngơ những cái trò lừa bịp của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thịnh Hóa đang cướp bóc tài sản của chúng tôi là hộ của ông Nguyễn Trung Cang và bà Mai Thị Kim Hương. Đất nước Việt Nam là kỷ niệm 40 năm giải phóng đất nước Việt Nam, thì Đảng Cộng sản đã xâm chiếm miền Nam Việt Nam Cộng hòa, thì bây giờ chúng tôi quyết tâm tiêu diệt cái Đảng Cộng sản trước ngày 30 tháng 4. Chúng tôi quyết tâm, gia đình nhà chúng tôi quyết tâm tiêu diệt Cộng sản trước ngày 30 tháng 4. Chúng tôi sẽ giải phóng Đảng Cộng sản trước ngày 30 tháng 4. Hỡi đồng bào, hỡi dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, hãy nhìn vào đây chứng kiến như gia đình nhà tôi ngày hôm nay. Lúc 9 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2015 là những lực lượng công an của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ra cướp đoạt tài sản của gia đình nhà ông Nguyễn Trung Cang, chiếm đoạt tài sản. Lý do quyết định thu hồi đất là nhà tôi 50 đầu tiếp giáp với đê bao chống lũ. Thật sự đó là trò lừa bịp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà chúng tôi là tiếp giáp vô khu thương mại của thị trấn Nguyễn Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Đây là những trò lừa bịp của Đảng Cộng sản Việt Nam để chiếm đoạt tài sản của gia đình nhà ông Nguyễn Trung Cang. Hỡi đồng bào, hỡi dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, hãy nhìn vào đây và chứng kiến cho tôi ngày hôm nay. Chúng tôi quyết tâm tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam, vô vào một hơi thở cuối cùng sẽ là một biển máu của Đảng Cộng sản Việt Nam tới đây để chiếm đoạt tài sản của gia đình nhà ông Nguyễn Trung Cang và bà Mai Thị Kim Hương. Hỡi đồng bào, hỡi dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, hãy chứng kiến cho tôi. Hỡi quốc tế nhân quyền, hãy nhìn vào đây, đây là những trò lừa bịp của Đảng Cộng sản Việt Nam, vi phạm nhân quyền quốc tế. Hãy nhìn vào đây và hãy chứng kiến cho tôi. Ngày nay chúng tôi quyết tâm, gia đình nhà tôi là bà Mai Thị Kim Hương và Nguyễn Trung Cang, bé Nguyễn Mai Trung Tuấn, sẽ quyết tâm tiêu diệt cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Lý do nó chiếm đất, chiếm nhà trong tài sản của gia đình nhà tôi và 90 triệu dân trên đất nước Việt Nam. Lý do quyết định thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hóa quyết định thu hồi đất nhà tôi là 50 đầu tiếp giáp với đê bao chống lũ của thị trấn Thạnh Hóa. Nhưng thật chất ra nhà tôi là tiếp giáp vô khu thương mại của thị trấn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Hỡi đồng bào, hỡi dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, hãy chứng kiến cho tôi. Bữa nay quyết tâm, gia đình nhà ông Nguyễn Trung Cang sẽ tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam. Lý do nó cướp đất, cướp nhà của tài sản gia đình nhà ông Nguyễn Trung Cang. Tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam, tiêu diệt đã Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý khán giả người Việt khắp nơi, ngày 14 tháng 4 năm 2015, chính quyền huyện Thạnh Hóa, Long An đã huy động một lực lượng hùng hậu gồm công an, dân phòng đến san bằng ngôi nhà bà Mai Thị Kim Hương và ông Nguyễn Trung Cang. Gia đình bà Hương đã cố thủ và dự định cho nổ các bình ga trong nhà. Gia đình đã quyết tử, nhưng ý định không thành và nhiều người trong gia đình cùng thân hữu đã bị bắt, kể cả cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn, con của bà Hương mới 15 tuổi. Ngày 15 tháng 9 năm 2015, một phiên xử đã diễn ra tại tòa án huyện Thạnh Hóa ở địa chỉ khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, Long An. Tổng số 12 người bị đưa ra xét xử, có 10 người bị buộc tội là chống người thi hành công vụ theo điều 257 luật hình sự, gồm 1. Phùng Thị Ly, 2. Nguyễn Trung Cang, 3. Mai Kim Hương, 4. Mai Văn Đạt, 5. Nguyễn Trung Tài, 6. Phùng Văn Tuân, 7. Mai Văn Tương, 8. Nguyễn Thị Thắng, 9. Mai Quốc Hẹn, 10. Nguyễn Văn Tôi. Và hai người bị cáo buộc là tội cố ý gây thương tích theo điều 104 luật hình sự là Nguyễn Trung Linh và Mai Văn Phong. Thạnh Hóa, Long An ở phía Nam, Dương Nội ở phía Bắc, cùng cánh ngộ là Dương Quang bị Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm đất đai, nghi lữ đập phỏng vấn chị Cấn Thị Thêu trong ngày 15 tháng 9. Nhưng sao? Thưa quý khán giả người Việt khắp nơi trên thế giới, kính thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 58 phút sáng của ngày 15 tháng 9 2015, tức là 9 giờ của ngày 15 tháng 9 2015 ban đêm. Như quý vị đã biết rằng chị Cấn Thị Thêu là một dân quan ở Dương Nội, và có thể nói rằng chị là cái người đã được bà con Dương Nội đồng tình trong cái vấn đề đấu tranh để đòi hỏi cái việc đàn áp khủng bố cướp đất của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, thì hôm nay Nghe Lữ có dịp nói chuyện với lại chị Cấn Thị Thêu. Trước hết thì Nghe Lữ mời chị cho mọi người cũng biết được rằng chị bị bắt giữ từ lúc nào và đến khi nào thì Cộng sản Việt Nam mới thả chị, thưa chị. Dạ, thưa tôi bị
công an bắt tôi là ngày 25 tháng 4 năm 2014 ạ. Dạ vâng, thì đến nó giam giữ chị bao lâu thưa chị? Giam giữ tôi 15 tháng ạ. Tôi thả vào ngày 25 tháng 7 năm 2015 ạ. Vâng. Thưa quý vị, chị Cấn Thị Thêu là một người dân quan ở Dương Nội. Chị đã bị cộng sản đã từng mua chuộc chị hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng để chị ngưng lại đấu tranh, nhưng mà chị không thể phản bội đồng bào Dương Nội. Giống như đồng bào Dương Nội cũng đã có những cái gọi là hẹn hò, hứa và thề với nhau rằng sẽ đấu tranh vì quyền lợi chung. Thì thưa, từ ngày ra tù đến nay, tức là từ tháng 7 cho đến hôm nay thì nó cũng chưa hơn 2 tháng. Nhưng mà chị Cấn Thị Thêu, mặc dầu đã bị giữ 15 tháng tù nhưng chị vẫn không sợ hãi, chị vẫn tiếp tục đồng hành cùng bà con. Thì thưa chị, từ ngày ra tù đến giờ này thì chị nhìn thấy cái tình hình đấu tranh của bà con Dương Nội như thế nào, và có điều gì chị cần nói với người Việt khắp nơi trên thế giới thưa chị? Dạ thưa, khi mà họ bắt tôi và nhiều người dân Dương Nội thì với cái mục đích của họ là đàn áp, khủng bố tinh thần nhân dân để đe dọa nhân dân. Nhưng mà họ nghĩ rằng là làm như thế thì sẽ lung lạc, làm cho bà con phải run sợ. Nhưng mà cái họ đấy họ đã sai lầm. Họ càng bắt chúng tôi, họ càng đàn áp chúng tôi, họ càng triệt đường sống của chúng tôi. Thì cái đấy là làm cho chúng tôi căm thù hơn và bà con đã quyết tâm hơn. Khi tôi ra tù thì tất cả những bà con, tất cả những người mà tranh đấu sát cánh cùng với tôi trong suốt gần 10 năm qua, thì bà con vẫn vững vàng và kiên định với cái mục đích là phải đòi bằng được đất đai ruộng vườn mà đã bị chính quyền cướp bóc mất hết của nhân dân chúng tôi ạ. Vâng, tôi cũng có thấy những hình ảnh, mặc dù rằng mưa gió hay là điều kiện sinh hoạt thiếu thốn như thế nào, nhưng bà con vẫn đến với những cái cơ quan công quyền để mà đòi hỏi họ trả lời. Thế thì qua những ngày vừa qua đi đòi hỏi như vậy thì chị thấy cái kết quả nó như thế nào thưa chị Thêu? Dạ thưa, chúng tôi thì là những người dân thấp cổ bé họng. Thì khi mà chúng tôi bị đàn áp, bị khủng bố, bị đánh đập, bị bỏ tù oan sai, bị cướp hết cái đất đai thư địa sản xuất của chúng tôi, thế nhưng mà chúng tôi chỉ biết là đến các cơ quan công quyền để phản ánh cái việc đấy. Nhưng mà suốt gần 10 năm qua thì cứ trên đẩy xuống dưới, dưới đẩy lên trên, họ cũng không xem xét cho chúng tôi. Và trong thời gian gần đây thì là họ lại có những cái đàn áp rất là mạnh, họ bắt mất trong đoàn dưới đất chúng tôi 7 người. Họ xét xử chúng tôi với những án tù là 99 tháng tù giam oan sai cho đoàn dưới đất chúng tôi. Và trong những ngày gần đây họ còn phát lên loa truyền thanh, suốt ngày họ tuyên truyền vợ chồng tôi và hai con tôi là Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là cầm đầu tổ chức kích động nhân dân để kết nối với các tổ chức phản động để âm mưu lật đổ chính quyền. Rồi họ đi tuyên truyền là nếu như mà chúng tôi còn đi tiếp tục đi gửi đơn nữa thì họ sẽ bắt giam. Ngay hôm nay mà chúng tôi đi ra Hà Nội, hiện tại bây giờ tôi vẫn đang ngồi ở trước trụ sở tiếp dân của Thanh tra Bộ Công an đây. Thì họ cũng đe dọa là hôm nay họ đi thì họ sẽ bắt hết. Nhưng mà hôm nay chúng tôi đi thì cũng phải gần 100 công an mật vụ là đi theo chúng tôi. Thế nên là họ càng ngày họ càng ngang ngược, họ càng lộng hành. Họ không coi dân là cái gì, họ coi dân như cỏ rác. Đất đai của nhân dân họ coi là của riêng của họ, họ tự do cướp bóc. Họ thu hồi đất của chúng tôi, họ trả chúng tôi có 201.600 đồng một mét vuông. Họ giao bán trên thị trường với giá khởi điểm ban đầu là 31.500.000 một mét vuông. Thì tôi thấy rằng là họ càng ngày họ càng ngang ngược, họ trắng trợn, họ cướp bóc của nhân dân chúng tôi ạ. Vâng thưa chị, từ cái sự mà cướp bóc đó đã xảy ra trường hợp của anh Đoàn Văn Vương. Và ngày hôm nay thì ở tại Long An đó cũng có vấn đề mà cưỡng chế cướp đất mà cả gia đình đã phản ứng bằng cách rằng nghe là dọa là tự sát cả nhà, và thậm chí rằng cũng đã có sử dụng axit vân vân. Thì cái phiên tòa ngày hôm nay đó là cũng là người dân oan, thì chị nghĩ như thế nào về cái phiên tòa xử như người ở Long An và ở Dương Nội, có sự chia sẻ gì với đồng bào khắp nơi về cái tình trạng dân oan khi mà họ phải bạo hành thưa chị, như trường hợp anh Đoàn Văn Vương hay là trường hợp ở Long An thưa chị Thêu? Dạ thưa, chúng tôi thì cũng là người cùng cảnh ngộ. Chúng tôi cũng bị cướp bóc đất đai tài sản, chúng tôi cũng bị tù oan sai. Và 12 ông bà ở Long An thì cũng là bị cướp bóc đất đai dẫn đến phải bị tù tội oan sai. Nên chúng tôi rất là
cảm thông và chia sẻ. Và ngay hôm nay tại trụ sở Thanh tra Bộ Công an thì chúng tôi đã có những cái hiệp thông để chúng tôi là yêu cầu tòa án Long An phải trả tự do cho 12 người dân vô tội ạ. Vâng, thưa chị, cái hoàn cảnh đã xảy ra đối với gia đình của chị Mai Thị Kim Hương, cả gia đình hầu như là đi tù hết, và kể cả một đứa con trai 15 tuổi là Nguyễn Mai Trung Tuấn cũng phải đi tù, chỉ còn có một đứa bé gái là Thảo Vi mới có 13 tuổi và ở bên ngoài về đơn độc đi dự phiên tòa. Thì trong cái sự đấu tranh của chị đó, thì tôi cũng được biết rằng những người con của chị như là Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, chị đấu tranh như vậy, chị có sợ rằng con chị cũng sẽ rơi vào cái hoàn cảnh, hay là gia đình của chị cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như chị Mai Thị Kim Hương không? Điều này chị là một tâm trạng người mẹ, chị có điều gì để nói với mọi người khắp nơi trên thế giới? Dạ thưa, khi mà tôi bước chân vào cuộc đấu tranh này cách đây gần chục năm về trước, thì tôi cũng đã xác định rồi, bởi vì cái món lợi nhuận khổng lồ từ việc thu hồi đất, họ có thể cái lợi nhuận thu hồi hàng bao nhiêu tỷ đô la như thế, thì họ cũng chẳng từ một cái thủ đoạn nào đâu. Họ có thể đàn áp, họ có thể bắt bớ, họ có thể triệt hạ cả 5 người gia đình nhà tôi. Nhưng mà tôi cũng đã xác định rồi.